mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel tô vẽ tranh trên YouTube mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho bức tranh, đó chính là một bức tranh về hình ảnh một cái chú tôm càng to nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho hình ảnh cái chú tôm càng to này của mình nhé các bạn. Phần cà bên trên này mình sẽ tô màu tím nha. Tiếp theo phần những chú dâu ở bên ngoài này thì mình sẽ tô màu vàng nhé. Đang uống phải đi ăn. Phần đầu tô mình sẽ tô màu xanh dương. Đến chưa? Phỏng vấn chưa? Đang ngồi dưới tầng 1 à? Bảo chị bảo chị ngồi tầng 1 không lên đây mồm. Tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ nhá, eo ơi sao. Chúc chị may mắn nha. Xem chúng ta có duyên làm đồng nghiệp với nhau không. Phần đuôi thì mình sẽ tô màu xanh lá nhá. Sắp phải đi ăn rồi. Giờ mà phải đi ăn nữa, ăn mẹ mới làm thì đi về nhà chồng. Tầm 4 giờ là từ bây giờ là bảo tầm 4 giờ. Em đi làm đi, chủ đã đi về nhà chồng nhé. Em cũng bị run lắm, thế mẹ đi ăn mà đi làm về nhà chồng. Ngân này lấy hộ em cái chân váy mà tê được không? Đang phơi cái chân váy cái áo trắng đang phơi ở ngoài á. Không khô rồi. Đem vô đây chân nguội đi, có mình nóng. Đang phơi ngoài ngoài nữa. Đây là phần đuôi này mình đã tô màu xanh lá nha, với chỗ nào nhạt thì chúng ta có thể tô thêm một lớp nữa nha. Đây chỗ nào nhạt thì mình có thể tô thêm một lớp đã đều được nha mọi người. Còn mình thấy ok rồi thì chúng ta sẽ không cần tô thêm đậm nữa đâu. Mình thấy tô nhạt nhạt thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Đây là bức tranh tô màu hình ảnh một chú tôm càng to nha. Chúng ta hoàn toàn có thể tô màu theo cái mẫu này của mình, rất đơn giản. Chỉ tầm 5 đến 10 phút thôi là chúng ta đã hoàn thành xong một bức tranh như thế này rồi nha các bạn. Kể cả thời gian in thì nó cũng sẽ khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi nhé. Ok nha mọi người, bức tranh tô màu này đã mình tô màu xong nhé. Và cái
video mà mình đã hướng dẫn cho mọi người cách tô màu hình ảnh chú tôm càng to này đã là mình hoàn thành xong nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tô màu tiếp theo trên kênh của mình. Và mọi người xem video thì hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình một like, một lượt share cũng như ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video tô màu nhé. Bye bye, xin chào mọi người.